Yo, hello nha, chào mừng nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em game hàng tài chế mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa vào video cho anh em xem video vẻ nha. Đừng quên đăng ký kênh và đặt chuông thông báo để ủng hộ channel phát triển thêm các bạn rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình săn cốt hoa quả vui chơi sự kiện mới của nhà phát hành anh em, đặc biệt là cái sự kiện Codem vừa mới ra các bạn, mà kết thúc ngày 18 giờ tối nay mấy anh em săn trưa nếu chưa đi săn cùng tôi nhá. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ hốt qua quà nhờ. Rồi ok các bạn, hốt qua phần quà đã. Quà cấp 8 kim cương à? Xem nào. Miễn dịch đón đánh tiền lộ. Ok anh em. Gang BG 37 điểm HP à? Rồi trước tiên thì chúng ta ghé qua đảo bánh làm tí đấy anh em nhé. Xem nào, cho tướng mới ra trận luôn anh em. Hai Odin cộng Kata đi. Thế thì Kata nữa anh em. 2, 4, 5. Rồi ok các bạn, lượm luôn. Ghé fanpage nào, săn cốt anh em nhé. Đấy, điểm danh săn cốt nào. Phần bếp này chúng ta có sự kiện gì đây? 51 phút trước đây anh em. Ok, ngoài cái sự kiện chiến binh này ăn còn anh em, nay gần cuối bạn tranh thủ tham gia thì chúng ta tiếp tục có một cái sự kiện nữa anh em. Dự đoán tỷ số dinh tiền hiện tại U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan chung kết SEA Games 31. Đầy duyên nợ sau 17 năm. Đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam trong trận đấu chung kết lịch sử U23 Thái Lan vào ngày 22 tháng 5 tới thì hãy cùng Nami tham gia dự đoán dinh quà kho đồ về mình nha các thuyền trưởng. Thời gian diễn ra từ bây giờ anh em đến 18 giờ ngày 22 anh em, hôm nay là 21 và để đến tối mai anh em nhé. Sau thời gian này Nami sẽ đóng form dự đoán, share bài viết ở chế độ công khai, tham gia điền tỷ số vào form chờ tổng cảng thôi. Phần thưởng dành cho thuyền trưởng nếu dự đoán chính xác về kết quả trận đấu cùng U23 Việt Nam SEA Games 50 mảnh S ngẫu nhiên level 1, 1k kim cương, 10 thư nhiệm vụ khó, 2 dương belly 72 giờ và 2 dương DFB 72 giờ. Thêm phần quà dành cho 3 thuyền trưởng chỉ cần dự đoán chính xác đồng đội cùng số phút ghi bàn. Đây là một phần chỉ chính xác, hơi khó bạn nhá. Ừ, nghe này nghe dự đoán hơi khó anh em nhưng mà có thể tham gia. Trước tiên điểm qua phần bình luận xem anh em dự đoán thế nào nào. 2-1 ạ, 2-1. 1-0 ạ, 2-1. Đa số anh em đều vote 2-1 nhiều nhờ. 2-1 Việt Nam 2, Thái Lan 1. Tôi thì không phải là người chuyên bóng đá anh em, nhưng mà thấy anh em vote 2-1 nhiều mình cũng đi vote 2-1 cho nó vui, tham gia cho nó phấn khởi, các bạn biết đâu cùng nhau quà. Đây để tham gia thì anh em điền vào form này, các bạn nó vào form đây nhá. Anh em nên mở qua Chrome mấy các bạn điền cho nó dễ. Đây các bạn mở qua bằng trình duyệt này này. Đó, sau khi mở bằng trình duyệt rồi thì nó điền nó dễ hơn anh em. UD của nhân vật này anh em này, 1611568 anh em. Rồi. Thắng trận dành cho U23 Việt Nam rồi anh em. Ở đây Nam Mỹ cũng ghi là 2-1 luôn ạ. À. Ô kìa, bàn thắng ở phút bao nhiêu? 57. Ok các bạn, đấy đơn giản đấy thôi anh em, đã tham gia nhận quà các bạn nhé. Ok, quà code anh em không lại kêu. Suốt ngày gì không thấy quà code đâu anh em. Quà code đây này tham gia mới có, bạn không tham gia mà cứ đòi có quà tôi chịu luôn á. Lên video thì video nào cũng hướng dẫn đầy đủ đấy, khi nhận quà cứ kêu anh ơi quà đâu đây, code đâu đây anh ơi, sao anh có quà, sao anh có code, sao không có. Lúc làm video hướng dẫn này thì không xem, cứ vào hỏi quá ơi, quá đâu anh, code đâu, thấy sau khi tiêu đề có code mà không thấy code đâu anh, ghi code ra đi. Các bạn không tham gia thì làm sao mà có code được, có quà đấy anh em. Không nào mà muốn có ăn thì tôi chịu được các bạn, thật sự luôn, không nào mà các bạn muốn có ăn thì cái này các bạn nên đi gặp thầy Huấn để thầy Huấn giảng giải thêm. Chịu. Đó, đây đấy là dành cho mấy bác một suốt ngày cứ nhảy vào. Ê, đây quà đâu anh? Đấy các bạn nhá, quà đây các bạn, đây quà đấy, không nào mà muốn có ăn, chịu. Rồi, quay về anh game các bạn, tiếp tục nhiệm vụ các bạn. Rồi, đi chiến đảo bánh nào anh em. Hôm nay có tướng mới rồi anh em, chiến đảo bánh xem tình hình chiến đảo bánh như thế nào.
Trận đầu tiên thì chắc vấn đề Odin ra trận các bạn. Trận này nên để Odin ra trận thì tôi thấy nó vẫn ok hơn. Một kiếm. Hai kiếm. Ui trời, win luôn rồi đâu nữa anh em. Một chém. Ok các bạn. Team Sabo hả? Team Sabo thì chắc nó vẫn ăn rồi anh em, bỏ đi. Đây rồi các bạn, đến team này mới quan trọng này. Tem của bố già các bạn, cho Katakuri ra trận trước. Đúng tôi nghĩ anh em an toàn hơn, tuyệt vời luôn. Đó, đúng như tôi nghĩ luôn các bạn, an toàn hơn ạ. Đấm nào. Hay quá Kata ơi, tuyệt vời luôn. Đó, đúng như mình nghĩ anh em, hay bữa nay rút kinh nghiệm ạ, hay sắp trận và chuẩn, Kata ra trận là đúng bài luôn. Rồi ok anh em. Giờ thì Illusasi ra trận anh em. Ôi toang rồi. Bạn Nam. Người ta không có sai lầm nào bằng sai lầm nào các bạn. Sao lại có thể tính toán ra một cái công thức mà như thế được nhỉ? Không hiểu mình nghĩ gì luôn các bạn ạ. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình khó hiểu quá. Vào gặp Palatomi Kuma nó phản đam các bạn. Mà cầm cho con mang có tỷ số bạo kích cao các bạn. Vào nó bạo kích thì nó chả khác thì tự hủy anh em. Sai lầm. Sai lầm tuổi trẻ anh em. Bán rẻ tương lai. Sanji V Smart à. Nó đi Sanji V Smart anh em. Qua luôn. Rồi các bạn bỏ qua nào. Bữa nào bao nhiêu? 17 đúng không? Ok à. Zoro Noaro 14. Ok à. Đùa đến 14 thôi hết ạ. Mà có lần hai tôi quên anh em không check xem 14 là gì. Ôi kèo này không có được cái răng xuống nào luôn à. Mười xu vòng quay, 30 xu, 40, 50, 55, 60, 65, 65 xu anh em. Thôi thì cũng được các bạn. 65 xu thì thôi thì cũng được anh em. Ồ, tiêu 30k kim cương các bạn, ngon. Chai lượm lượm chai thôi anh em. Đấy, xong giờ dám vào mở form phát ra Inuzashi các bạn. Ừ, đời nó là như vậy đấy. Hôm qua thì kiếm mỏi mắt không ra, các bạn em phát một ra luôn, đúng chuyện cười. Vòng quay nào. Quay đều anh em. Cơ bản vẫn tranh thủ làm nhiệm vụ thôi. Nhận nào. Bữa cơm Sanji. Được 9H. Cũng được các bạn. Để xem nào. Còn 2 tấm anh em. Nên được 1 tấm thôi không được ạ. Dễ gì các bạn. Căng nhờ. Chiến đấu. Ây da, thời tới rồi anh em. Thời tới cản không kịp rồi. Lên điểm nào các bạn. Inuzashi ra trận ở đây luôn à.
crack à. Đổ nhẹ đi anh em. Đây. Cho Inuzashi ra trận ngọn, đánh cho nó phê. Rồi, Inuzashi đâu? Con đét các bạn. Yo. Quá khủng khiếp anh em. Một từ thôi anh em. Phê. Quá phê đi chạy này mà không phê đi ạ. Ông bảo mà không phê đi chịu rồi. Thế bạn nào mà bảo không phê thì đúng chịu rồi anh em. Phê thật sự luôn ạ. Ok, toàn mấy anh em trong vui thì toàn đánh lên điểm mà không đánh không được. Mấy tuần vừa rồi tôi nhường top 1 mới hết rồi anh em. Bữa nay không nhường nữa, bữa nay tôi đang cần kim cương các bạn. Bữa nay phải cày nhá. Anh em có xem thì thông cảm. Trời ơi, hơi thở sư nông các kiểu anh em, càng đét ạ. Quá bề, có bề anh em. Thôi giờ cày thôi. Giờ cày anh em, trận đầu thôi không thể trả sao anh em. Vì hai trận sau kiểu dưới win à. Hai team sau là hai team chính các bạn. Đây là hai này, hai team chính các bạn. Hai team này thì không có đối thủ nào, vô đối. À, video này kết thúc rồi anh em nhé. Hẹn mọi người cập theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Và anh em hứng thú với cái mini game tặng thẻ cào Wii Wuxu thì đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo và dõi theo video tối để tham gia nhé. Ok, giờ thì bye bye.